sa ve sung ta va tinh sa nang de va nang sa thang su ta va ya ma de va sa ta ma no sa ve sung ya ma nang de va nang sa thang su ta va tu si ta de va sa ta ma no sa ve sung tu si ta nang he wa nang sa thang su ta wa ni ma na ra ti he wa sa ta ma no sa ve sung ni ma na ra ti nang he wa nang sa thang su ta wa para ni mi ta wa sa wa ti he wa sa ta ma no sa ve sung para ni mi Tavasavati nang devanang sattang suttava brahmakayika deva sattamano savesum etam bhagavata varanasiyam isipatane mikathaye anuvataram dhammacakkam pavatitam apati vatiyam samanena va brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenati va lokasamini Iti hatena khanena tena muhutena yava brahma loka sato apokha chi ayan datasa sahasi lokata dusankampi sampakampi Sampaveti apamano ca olaro opaso loke paturaho si ati kamme vatevanam devanupavang atako pakhava uthanam uthane si anja sivatapo konthanyo anja sivatapo Kuntanyo ti iti hitam aya samato Kuntanya sa anya Kuntanyo tawe vanamang Aho siddhi Nam Mô Bụt Thầy. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Thầy Thanh Má trên Bao Thóc mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối. Houston 8 đến 10 giờ sáng. New York 9 đến 11 giờ sáng. Cali 6 đến 8 giờ sáng. Paris 3 đến 5 giờ chiều. Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Thanh Thủy, thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ Sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2020, Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay, giáo trình Trung Bộ Kinh Maxima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tùy theo giác đẳng. Bài 51 Kinh Kandaraka Sutta, phân đoạn 252 sẽ do Đại Tướng Pháp Tính giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng.
Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiền đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính tri ân thượng đồng minh hạnh. Sau đây kính thỉnh thượng tọa Tây Siêu dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Phật Thầy ạ. Nam mô Phật Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng, kính thưa quý vị, ở trong bài kinh gần Cần Đại Đức Cát, ở trong cái phân đoạn sau tầng 252 cho đến hết, sau khi thanh niên Bích Xá đến hầu chuyện với Đức Phật về cái sự rối ren của loài người và cái sự đơn giản của loài thú, thì Đức Phật Ngài đã nêu lên ở đời có bốn hạng người. Người chuyên tâm vào khổ mình, chuyên tâm vào khổ người khác. Có người chuyên tâm làm khổ mình và chuyên tâm làm khổ người khác. Có người không làm khổ mình cũng không làm khổ người khác. Thì Đức Phật đã hỏi Thanh Ni Bích Xá, trong bốn hạng người đó, ngươi thích hạng người nào? Thì Thanh Ni Bích Xá đã đối lên cái thích của mình ở trong Pháp. Cái suy nghĩ của ta đã được Đức Phật Ngài tán thán khen ngợi. Sau khi mà Thanh Ni Bích Xá đã ra về, thì Đức Phật có thuật lại cho các vị tỳ kheo nghe, và Ngài nói rằng Thanh Ni Bích Xá là một người có trí tuệ. Nếu chỉ có ở lại thêm chút xíu nữa thì sẽ có lợi lạc. Và Đức Phật Ngài dùng cái đề tài này để Ngài giảng giải cho chư tỳ kheo về bốn hạng người. Thì hôm nay trong cái phân đoạn cuối của bài kinh thì chúng ta học về bốn hạng người đó. Bây giờ thì xin mời cô Thanh Thủy đọc cho chánh kinh, sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh để Đức Pháp Tính vị ẩn sư trong ngày hôm nay sẽ thuyết giảng.
phần cuối của bài học, của bài kinh Nam Mô Bụt Thầy. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tề Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay, và con xin đọc bài. Bài học ngày 23 tháng 10, 2020. Kinh Kandakaka, Kandakaka Sutta 247-252. Du sĩ Kandaraka đi theo đến một cư sĩ đến gặp Đức Phật. Trong câu chuyện từ sự thanh tịnh của tăng chúng, tiếp theo đó là so sánh những rắc rối vốn dĩ thường có của con người. Sau cùng, Đức Phật dạy về bốn hạng người ở đời. 1. Hạng người làm khổ bản thân. 2. Hạng người làm khổ chúng sanh khác. 3. Hạng người làm khổ cả hai, bản thân và chúng sanh khác. 4. Hạng người không làm khổ mình, cũng không làm khổ người. Bé Xá là con trai của người huấn luyện voi ở Kampa, và cũng nối nghiệp cha. Bé Xá là một cư sĩ thuần thành, có thực hành pháp tứ niệm xứ. Du sĩ Kandaraka là một du sĩ ngoại đạo, chỉ được nhắc tới trong Tam Tạng một lần ở bài kinh này. Vị ấy có vẻ rất hâm mộ sự thanh tịnh của tăng chúng đệ tử Phật. Hai năm mươi hai, lời giảng rộng rãi về bốn hạng người. Tiếp theo, Đức Phật giảng về bốn hạng người với sự giải thích rộng rãi về hạng người thứ tư, lợi mình và lợi tha nhân. A. Hạng người làm khổ bản thân là hạnh tu khổ hạnh, chuyên chấp trì giới cấm thủ, kinh văn. Này các tỷ kheo, thế nào là người hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình? Ở đây, này các tỷ kheo, có người sống lõa thể, sống phóng túng, không theo nghi lễ nghi, liếm tay cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất thực không chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn dành riêng, không nhận mời đi ăn, không nhận từ nơi miệng nồi, không nhận từ nơi miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, không nhận giữa những cây gậy, không nhận giữa những cối giả gạo, không nhận từ hai người đang ăn, không nhận từ người đàn bà có thai, không nhận từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận từ người đàn bà giao cấu người đàn ông, không nhận đồ ăn ly quyên, không nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận tại chỗ có ruồi bu, không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu nấu, rượu men, vì ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, hay chỉ nhận ăn một miếng, hay vì ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà, hay chỉ nhận ăn hai miếng, hay vì ấy chỉ nhận ăn bảy nhà, hay vì ấy chỉ nhận ăn bảy miếng, vì ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát, vì ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, vì ấy sống theo hành tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Vì ấy chỉ ăn cỏ quan, ăn lúa tách, ăn lúa quan, ăn gia dụng, ăn không nước, ăn bột tắm, ăn gián gạo, ăn bột gừng, ăn cỏ hay ăn phân bò. Vì ấy ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sống. Vì ấy mặc vải gai thô,
mặc giải gai thô lẫn với các giải khác, mặc giải tẩm liệm rồi quăng đi, mặc giải phấn tạo y, mặc vỏ cây tí ví tá làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bệnh bằng từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo bằng cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bệnh lại mặc thành mền, mặc áo bằng đuôi ngựa bệnh lại, mặc áo bằng lông cừu. Vì ấy là người sống nhổ râu tóc, là người chuyên sống theo hạnh nhổ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng, từ bỏ chỗ ngồi, là người ngồi chỗ họ, chuyên sống theo hạnh ngồi chỗ họ một cách tinh tấn, là người dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên giường gai, sống một đêm tắm ba lần theo hạnh xuống nước tắm để gột sạch tội lỗi. Như vậy, dưới nhiều hình thức, chị ấy sống tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là hàng người tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình. B. Hạng người làm khổ chúng sanh khác, là người chuyên gây đau khổ cho các chúng sanh khác bằng sinh kế không chân chánh, hiền thiện. Kinh văn: Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người? Ở đây, này các tỷ kheo, có người giết trâu bò là người giết heo, là người giết vịt, săn thú là sợ săn, thợ đánh cá, ăn trộm, người xử tử các người ăn trộm, cai ngục, và là những người làm các nghề độc ác khác. Như vậy này các tỷ kheo, được gọi là người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. C. Hạng người làm khổ cả hai, bản thân và chúng sanh khác. Hủ tục tôn giáo khiến bản thân khổ nhập mà còn tổn hại sanh linh. Vậy này các tỷ kheo, thế nào là người vừa hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người? Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm vua thuộc giai cấp sát đế lỵ, đã làm lễ quán đảnh, hay một bà la môn triệu phú. Chị này cho xây dựng một giảng đường mới về phía đông thành phố, cạo bỏ râu tóc, đắp áo da thô, toàn thân bôi thục tô và dầu, gãi lưng với một sừng gai, đi vào giảng đường với người vợ chính và một bà la môn tế tự. Rồi vị ấy nằm xuống dưới đất trống trơn, chỉ có lát cỏ. Vị vua sống dưới sữa từ vú một con bò cái, có con bò con cùng một màu sắc, và vợ chính sống dưới sữa từ vú thứ hai, và vị bà la môn tế tự sống dưới sữa từ vú thứ ba, sữa từ vú thứ tư để tế lửa. Còn con nhé con thì sống dưới đồ còn lại. Vị vua nói như sau: hãy giết một số bò đực để tế lễ, hãy giết một số nghé đực để tế lễ, hãy giết một số nghé cái để tế lễ, hãy giết một số dê để tế, hãy giết một số cừu để tế lễ, hãy chặt một số cây để làm cột tế lễ, hãy thâu lùm một số cỏ đắp phá để làm chỗ tế lễ. Và những người nô tỳ, những người phục vụ, những người làm công, những người này vì sự đòn gậy, vì sợ đòn gậy, vì sợ nguy hiểm, với mặt tràn đầy nước mắt, khóc lóc làm các công việc. Như vậy, này các tỷ kheo, gọi là hạng người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. D. Hạng người không làm khổ mình cũng không làm khổ người, là hạng người tự thân tu tập theo sự hướng dẫn của bậc đại giác. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người? Hạng người này không tự hành khổ mình, không hành khổ người, hiện tại không sống
Hiện tại, sống không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lành, cảm thấy thật lạc thọ, tự ngã trú vào phạm thể. Ở đây, này các tỳ kheo, Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, chẳng biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, đường ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi riêng tự chứng ngộ, giới thượng trí, thế giới này là thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, gồm cả thế giới này giới sa môn và la môn, thiên, nhân, lại tuyên bố đường Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đủ văn nghĩa, Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh, chọn lựa con đường xuất gia, từ bỏ thế tục. Người gia trưởng hay con người gia trưởng, hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện, nghe pháp ấy, sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ấy, người ấy suy nghĩ đời sống gia đình đầy những phiền trượt, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật không dễ gì cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, và xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sống có giới hạnh, có từ tâm. Vì ấy xuất gia như vậy, hành trì các học giới và các hạnh sống các tỷ kheo, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết xấu hổ, sợ hãi, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Vì ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Vì ấy từ bỏ đời sống không phạm hạnh, sống theo phạm hạnh, sống đời sống diễn ly, tránh xa dâm dục hại liệt. Vì ấy từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, liên hệ sự thật, chắc chắn, không lường lời. Vì ấy từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói, để săn chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này, để săn chuyện chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vì ấy sống hòa hợp những kẻ ly tán, khuyến khích những kẻ hòa hợp, quan hệ trong hòa hợp, thích thú trong hòa hợp, văn quan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Vì ấy từ bỏ nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, nói những lời dịu hiền, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đập lòng nhiều người. Vì ấy nói những lời như vậy, vì ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói chân thật, nói có ý nghĩa, nói pháp, nói luật, nói những lời đáng được cùng giữ, những lời hợp thời, hợp lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi, sống đời giản dị theo giới bổn. Vì ấy từ bỏ không làm hại đến các hạt giống và các loại cây cỏ, dùng một ngày, một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ các món ăn phi thời, từ bỏ không đi xem múa hát, nhạc, các cuộc trình diễn, từ bỏ không dùng dòng hoa, hương liệu, dầu thoa, trang sức và các thời trang, từ bỏ không dùng giường cao và giường lớn, từ bỏ không nhận vàng và bạc, từ bỏ không nhận các hạt sống, từ bỏ không nhận thịt sống, từ bỏ không nhận đàn bà con gái, từ bỏ không nhận nô tỳ gái và trai, từ bỏ không nhận cừu và dê, từ bỏ không nhận cầm và heo, từ bỏ không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái, từ bỏ không nhận ruộng nương đất đai, từ bỏ không dùng người làm môi giới hoặc tự mình làm môi giới, từ bỏ không buôn bán, từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường,
từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo, từ bỏ không làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Vì ấy sống biết đủ, bằng lòng giới tấm y để che thân, giới đồ ăn khất thực để nuôi bụng. Đi tại chỗ nào cũng mang theo y dập bát, như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh, cũng vậy. Tỷ kheo bằng lòng giới tấm y để che thân, giới đồ ăn khất thực để nuôi bụng. Đi tại chỗ nào cũng mang theo, dễ thành tựu thánh giới uổng này, nội tâm hưởng lạc thọ, không biết phạm, biết phòng hộ các căn. Khi mắt thấy sắc, dĩ không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, u ti, các ác, bất thiện pháp khởi lên, vì ấy tự chế ngự. Các nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt, khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vì ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, u vi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, vì ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn, vì ấy thành tựu thánh hộ trì các căn này, nội tâm hưởng lạc thọ, không quý nhiễm. Vì ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y dép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác, khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác, khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác, đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. Quân tu chánh niệm, vì án thành tựu thánh giới uổng này, thành tựu thánh hộ trì các căn này, thành tựu thánh chánh niệm tỉnh giác này, lựa một trú xứ thân vắng như khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây ngoài trời, đống rơm. Đoạn diệt các triền cái nội tâm. Sau khi ăn xong và đi khất thực trở về, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói trên, và ăn trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ dục tham ở đời, sống với tâm thoát ly dục tham, gột rửa tâm hết dục tham, từ bỏ sân hận, vì ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn, thương xót tất cả chúng sanh, hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận, từ bỏ hôn trầm thủy miên, vì ấy sống thoát ly hôn trầm thủy miên, tâm giới tưởng hướng về ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, gột rửa hết hôn trầm thủy miên, từ bỏ trào cử hối quá, vì ấy sống không trào cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trào cử, hối quá, từ bỏ nghi, vì ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân dân dựa lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ, đối với thiền pháp, thành tựu các thiền chính. Vì ấy sau khi từ bỏ năm triền cái này, các pháp là tâm cấu quế, là trí tuệ trở thành yếu ớt, vì ấy ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do dục sanh, giới tầm, giới tứ. Vì ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tịnh nhất tâm. Vì ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm, sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú thiền thứ ba. Vì ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu, đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư. Không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc tâm minh. Giới tâm định tịnh, thanh tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, u nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc. Bất động như vậy, vì ấy hướng tâm đến túc mạng trí, vì ấy nhớ đến các đời sống quá khứ,
như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 20 đời, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 1.000 đời, 100.000 đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp. Vì ấy nhớ rằng, tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như vậy, vị ấy nhớ đến những đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không có nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến sanh tự trí của người, của chúng sanh. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vì ấy tuệ tri rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Vì ấy nghĩ rằng, thật sự, những vị chúng sanh này thành tựu những ác hạnh về thân, thành tựu những ác hạnh về lời nói, thành tựu những ác hạnh về ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn vì chúng sanh này thành tựu những thiền hạnh về thân, thành tựu những thiền hạnh về lời nói, thành tựu những thiền hạnh về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú thiên giới trên đời này. Như vậy, vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh, vị ấy tuệ tri rõ rằng chúng sanh, người hại liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như vậy, vì ấy hướng tâm đến lậu tận trí, vì ấy tuệ tri như thật, đây là khổ, tuệ tri như thật, đây là khổ tập, tuệ tri như thật, đây là khổ diệt, tuệ tri như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt, tuệ tri như thật, đây là những lậu hoặc, tuệ tri như thật, đây là nguyên nhân của các lậu hoặc, tuệ tri như thật, đây là sự diệt trừ các lậu hoặc, tuệ tri như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ biết như vậy, thấy như vậy, tâm vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết. Ta đã giải thoát. Vị ấy tuệ tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm. Sau đời hiện tại, không có trở lui đời sống này nữa. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là hạng người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người, vì ấy không tự hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong hiện tại, không tham dục, mình cảm thấy mắc lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào phàm thể. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo quan hỷ tính thọ lời Thế Tôn. Dịch giáo và thần Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích tỷ kheo các tặng. Con đã đọc bài xong và sau đây chúng con thành kính thỉnh thầy Đức Pháp Tính thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính thỉnh đại Đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tuệ Siêu, Thượng Tọa Nhật Đẳng, Thượng Tọa Minh Hành, Đại Đức Trợ Truy, cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta tiếp tục học với bài kinh mà ngày hôm kia chúng ta đã học, đó là bài kinh Canh Đà Ra Cát. Vậy thì mình hơi nhỏ chưa tại từ chờ tí xíu. Canh Đà Ra Cát nhào. Thì như ngày hôm kia thì chúng ta đã biết cái phần đầu của bài kinh rồi, nói về hai cái vị, một cái vị du sĩ và một cái vị cư sĩ đi đến hỏi Đức Phật về những cái hạng người ở trong cái cuộc đời này, cái sự rối ren thay cái loài người. Thì khi mà được nghe Đức Phật giải thích rồi thì coi như là hai vị đã rời khỏi cái chỗ của mình và xin cáo biệt, xin cáo từ Đức Phật để mà đi làm cái công việc của mình. Thì khi đó, sau khi đi rồi đó thì Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, cư sĩ Bách Xác đã vuột mất cái cơ duyên tốt để mà thành tựu một cái quả dự lưu. Vậy thì lúc đó các vị tỳ kheo mới thỉnh Đức Phật giải thích về rộng rãi về bốn hạng người. Vậy thì ngày hôm nay thì chúng ta còn lại là đối với bốn hạng người này. Bốn hạng người này đó thì nếu mà tóm tắt lại đó, chúng ta cũng nhớ cái hạng người thứ nhất đó là chuyên tâm làm khổ mình, và cái hạng người thứ hai đó là coi như là không có làm khổ mình mà chuyên tâm làm khổ người. Rồi cái hạng người thứ ba đó là vừa làm khổ mình mà vừa làm khổ người. Cái hạng người thứ tư thì là không có làm khổ mình và không làm khổ người. Vậy thì đối với cái hạng người đầu đó quý vị, đối với cái hạng người đầu đó thì thật ra ta, nếu mà chúng ta nhìn lại đó thì chúng ta cũng thấy ở trên thế gian này vẫn còn. Có nghĩa là cái hạng người đầu đó chuyên tâm mà hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ người, chuyên tâm hành khổ mình là như thế nào quý vị? Có nghĩa là cái người này sống theo cái mục đích là khổ hạnh, và có cái sự chấp trì về những cái phong tục đó. Những cái phong tục đó thí dụ như là những cái phong tục mà ăn kiêng hoặc là làm những cái điều mà nó khác người ta. Nhưng mà ở đây thường thường chúng ta có một cái sự mà chú ý như vậy. Thường thường có những cái nghi thức hoặc là những cái nghi lễ đó mà nếu mà nó đem lại cái sự lợi ích thì có thể mình sẽ làm được, có thể mình sẽ làm được quý vị. Còn đối với những cái nghi thức hoặc là những cái nghi lễ mà phải đi ba bước hoặc là hai bước vân vân thì thật sự ra đó cái điều đó nó sẽ làm cho chúng ta nó không có lợi ích gì hết. Khi mà đọc tới cái bài kinh này đó, nhắc tới cái bài kinh này đó, chúng tôi nhớ có những cái vị ở trong thời nay, người ta đi một bước người ta lại một cái, hoặc là người ta đi ba bước người ta lại ba lại. Thì khi mà hỏi người ta làm vậy đó để chi vậy, thì người ta nói rằng làm như vậy đó để cầu cho cái thế giới này được hòa bình. Thật sự ra đó, quý vị thấy rằng nếu mà mình muốn được cái thế giới này đó mà được hòa bình đó, cái chuyện đó mình đi ba bước mà mình lại ba lại đó, thì cái điều đó nó khó có xảy ra, không thể nào mà nó xảy ra. Bây giờ mà nếu mà quý vị thấy rằng
Nếu mà mình đi ba bước á, mà mình lại ba lại đó, mà mình cầu với cái những cái phong tục hoặc là những cái cách đó, mà mình làm được cho thế giới hòa bình đó, thì chắc có lẽ rằng ai cũng làm được, ai cũng làm được cái điều đó. Đó thì chúng tôi nhắc đến những cái điều này đó là tại vì quý vị thấy rằng á, khi mà mình đọc ở trong cái phần chánh văn đó, thì mình thấy rất là nhiều cái nghi lễ mà nó phức tạp, mà nó không có đem lại cái lợi ích gì hết, mà thậm chí quý vị thấy rằng mình sẽ làm cho cái tự mình tự hành, mình tự mình làm cho mình đau khổ. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người, người ta sống lõ thể, người ta sống phóng túng, không có theo cái nghi lễ gì hết, hoặc là trước khi ăn người ta không có chịu rửa tay, mà người ta lại liếm tay cho sạch, hoặc là người ta không có chịu đi cái khi mà người ta đi khất thực thì người ta không có chịu bước tới, hoặc là không có chịu đứng một chỗ. Thì những cái điều này đó quý vị thấy rằng đó, đây là cái sự giới cấm thủ. Mà giới này có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là mình chấp trì vào những cái sự mà sai lệch đó. Vậy thì ở trong những cái hình thức này á, là không phải là cái hình thức tu, không phải là cái hình thức mà gột rửa những cái phiền não. Quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo á, chúng ta thấy rằng cái phiền não đó là nó xuất phát từ ở đâu? Phiền não á, là nó xuất phát từ ở trong tâm của chúng ta, do mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta nhìn các cảnh, ngắm các cảnh, chúng ta không có khéo chúng ta hộ trì, chúng ta không khéo hộ trì các căn, chúng ta không có khéo mà tu tập. Chính vì vậy đó mà nó mới phát sanh những cái phiền não. Hoặc là nếu mà mình muốn đoạn trừ những cái phiền não á, thì mình phải thu thúc các căn của mình, chứ không phải là giống như là những cái chúng sanh mà hành khổ hạnh này. Quý vị thấy rằng người ta bị một cái sự mà nó sai, nó đi rất là xa. Người ta muốn là coi như là người ta gột rửa được cái phiền não, thành ra vào ban đêm người ta sẽ xuống sông, hoặc là người ta đi ra ngoài trời, người ta tắm nhiều lần trong đêm, thì người ta nghĩ rằng là cái đó nó sẽ làm tiêu tan được phiền não. Hoặc là có những người người ta lại nằm ở trên những cái chiếc giường được làm bằng gai, người ta nghĩ rằng là mình nằm phải đau khổ như vậy đó thì mới diệt trừ được những cái phiền não. Thì quý vị thấy rằng cái điều này á, là những cái cách tu này không phải là những cái cách tu để mà mình đoạn tận được phiền não, mà không, quý vị thấy rằng á, cái phiền não nó phát sanh nữa, cái phiền não nó phát sanh nữa. Thành ra đó cái hạng người thứ nhất á, là cái hạng người mà làm khổ cái bản thân mình bằng những cái hạnh, những cái cách tu khổ hạnh, hoặc là chấp trì những cái nghi thức nó sai lệch. Thành ra chúng ta gọi là cái người mà chuyên hành khổ mình. Còn cái hạng người đó mà làm khổ chúng sanh khác á, hoặc là chuyên gây đau khổ cho những cái chúng sanh khác bằng cái sự mà sanh kế hoặc không chân chánh, hoặc là những cái sanh kế mà nó thuộc về bất thiện đó, thì là như thế nào quý vị? Đối với ở trong cái trường hợp này đó, chúng ta thấy rằng trước tiên á, chúng ta thấy rằng bất cứ ai ở trên đời này người ta cũng muốn được cái sự an vui, muốn được cái sự an vui hết. Thành ra mình không thể nào mà mình nói rằng là cái cách sống của mình hoặc là cái cách tu của mình mà mình muốn được cái sự an lạc mà mình làm khổ cái người khác hoặc là mình làm khổ cái chúng sanh khác hết. Đó quý vị thấy rằng như chúng ta thấy có những cái địa phương người ta có những cái lễ hội tế thần, tế ngọn lửa vân vân, người ta giết rất là nhiều trâu bò, giết rất là nhiều trâu bò, hoặc là người ta giết rất là nhiều những cái loài súc vật để mà người ta lấy máu nó, người ta tế lửa, hoặc là người ta tế đền, tế miếu vân vân. Thì quý vị thấy rằng không thể nào mà mình đem cái sự đau đớn đến cho cái chúng sanh khác mà mình cầu được cái sự an lạc của mình. Cái điều này thì nó không thể mà xảy ra được quý vị. Quý vị thấy, hoặc là quý vị thấy rằng có những
người á, đối với vật á, là nó dưỡng nhân. À, có nghĩa là những cái con vật á, là nó dùng để con người, à, nó nuôi sống con người, hoặc là những con vật á, nó có mặt ở trên cái cuộc đời này là để cho nó cung cấp, à, hoặc là nó làm cái thức ăn được cho con người. Thật sự ra những cái sự suy nghĩ này đó là nó là những cái đó là nó, à, đó. Vậy thì đối với cái hạng người thứ hai á, là cái hạng người mà chuyên làm khổ chúng sanh khác, à, chuyên làm khổ chúng sanh khác, có nghĩa là những cái người nào quý vị, những cái người mà làm cái nghề, à, đồ tể, à, giết trâu giết bò giết heo, hoặc là, à, giết vịt, à, săn thú rồi vân vân. Quý vị ở trong cái bài kinh, chúng tôi nhớ ở trong một cái bài kinh nào, là một cái bài kinh nào, mà lúc mà Đức Phật mà chuẩn bị mà Đức Phật rời khỏi cái khu rừng đó, đó quý vị, là cái lúc mà Đức Phật quán xét, ngài biết rằng là trong hai tuần lễ nữa là coi như là 500 vị tỳ khu đang ở khu rừng này sẽ chết sạch hết. Thành ra đó, lúc đó Đức Phật vì lòng thương tưởng đến những cái vị tỳ khu đó, nên Đức Phật đã đi đến để mà thuyết giảng về cái đề mục thể trược, về cái đề mục thể trược. Tại vì sao vậy quý vị? Đức Phật biết rằng là những cái vị này á, khi mà tu tập cái đề mục thể trược á, sau khi chết, có một số thì sanh chư thiên, có một số thì sanh lên cõi trời, rồi hoặc là có những vị tu tập sẽ đắc chứng được đạo quả tu đà quần, hoặc là tư đà hàm, hoặc là a na hàm, vân vân. Đó, thành ra Đức Phật đi đến, Đức Phật đã thuyết giảng về cái đề mục 32 thể trược đó. Thì sau khi mà Đức Phật đã bỏ đi nơi khác, quý vị biết trong vòng 2 tuần lễ đó mà 500 vị tỳ kheo ở trong khu rừng đó chết sạch hết, thì lúc bấy giờ á, có những người á, có những cái chúng sanh ngoại đạo á, nó nói rằng là Đức Phật á, biết chúng sanh biết 500 vị tỳ kheo này sẽ chết, nhưng mà Đức Phật không có cứu những cái vị tỳ kheo đó. Thì thật sự ra ở đây chúng tôi nói ra cái điều này đến quý vị, tại vì những cái chúng sanh đó không có biết được những cái nghiệp ở trong quá khứ, ở trong quá khứ 500 vị tỳ kheo này đã nhiều trăm kiếp từng làm thợ săn thú ở tại cái khu rừng này, và bây giờ cái nghiệp á, nó cho quả, thì không thể nào mà một cái người nào mà cứu được. Không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được cái quả ác nghiệp. Thành ra lúc đó Đức Phật chỉ còn có cái cách là lợi đó để mà chỉ cho các vị tỳ khu này tu tập về cái đề mục về thể trược, để các vị này tránh né được bốn đường ác đạo, quý vị. Thì đối với, tại sao mà chúng tôi muốn nói về cái điều này quý vị, đối với những cái lối tu mà để mà làm chúng sanh khác đau khổ bằng cách mình giết người, giết vật rồi vân vân, để mà mình tế thần lửa, hoặc là mình tế đền tế miếu rồi vân vân, thì những cái nghiệp này á, nó sẽ cho cái quả. Nếu mà mình á, mà không rơi vào địa ngục á, mà mình sanh lại làm người đó, thì sẽ là cái người yếu thọ. Những cái người yếu thọ là những cái người nào? Có thể là họ chết ở trong bào thai, hoặc là sanh ra mấy tháng họ chết, hoặc là vài năm tuổi họ chết, hoặc là một cái thời gian ngắn thì họ chết. Thì những cái điều này á, là do đâu? Do là nhiều đời đã sát sanh, hoặc là cái nghiệp sát sanh của họ chồng chất nó nhiều, nó đầy, thành ra họ sẽ bị yếu thọ, có nghĩa là chết sớm. Vậy thì đối với cái hạng người thứ nhất á, chúng ta thấy cũng không được, mình chuyên tâm hành khổ mình thì cũng không được. Rồi cái đối với cái hạng người thứ hai đó, mình làm khổ người khác cũng không được. Đó, thành ra quý vị thấy rằng đối với cái cư sĩ Bết Xá đó, mới trả lời với Đức Phật và cái hạng người thứ nhất con cũng không thích, cái hạng người thứ hai con cũng không thích, rồi đến cái hạng người thứ ba đó thì con cũng không thích. Cái hạng người thứ ba đó là quý vị thấy rằng là vừa làm khổ mình
mà vừa làm khổ người nữa. Có nghĩa là những ai quý vị, có những người, người ta nghĩ người ta là những cái vị bà la môn, những cái vị mà chủ những cái tế đàn, hoặc là những cái người mà vua chúa, hoặc là những cái người mà coi như là giống như là cai ngục vậy đó. Đó thì những người mà chúng ta có quyền lực đó, thì tự người ta làm khổ bản thân người ta bằng cách là người ta chấp trì vào những cái pháp hành nó sai lạc, rồi người ta còn bắt người khác phải theo mình nữa, mà chẳng những bắt người khác theo mình mà bắt cái người khác đó làm những cái điều tội lỗi, làm những cái điều tội lỗi. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy rằng những cái vị mà bà la môn đi, họ chẳng những mà họ sai mà họ còn khuyến khích hoặc là họ bắt buộc cái người khác sai nữa, bằng cách là họ kêu họ người khác á, là phải giết giết những cái con vật đó để mà lấy máu nó tế cái đền thần này, hoặc là lấy máu nó để mà cúng tế những cái vị thần lửa. Thì thật sự ra mình khi mà mình đọc ở trong cái đoạn văn này nè, quý vị thấy rằng những cái người đó đó tại sao người ta làm theo, tại vì người ta sợ cái nguy hiểm đến với người ta, nên những cái hành động của người ta đó khi mà người ta làm á, với mặt mày nó tràn đầy nước mắt, họ phải khóc lóc trong khi đang làm những cái công việc đó. Đó thì quý vị thấy rằng chẳng những mà cái hạng người thứ ba này làm khổ cái bản thân mình mà còn làm khổ bản thân hoặc là thân tâm của người khác nữa. Thành ra quý vị thấy rằng cái hạng người thứ ba đó mình cũng không có chấp nhận, mình không có chấp nhận được. Còn cái hạng người thứ tư á, là cái hạng người mà phải nói rằng rất là quý. Hạng người thứ tư này á, có nghĩa là cái hạng người nào? Cái hạng người mà không làm khổ mình mà cũng không làm khổ người khác. Là tại sao mà mình làm được như vậy quý vị? Tại vì những cái vị này đó là coi như là có tu tập, có thành tựu được giới, có thành tựu được định, có thành tựu được tuệ, có thành tựu được những cái tầng thiền chứng vân vân, do cái sự mà hành đạo mà có cái sự chứng đắc này, nên những cái vị này mới thấy rõ nên các vị này không có làm khổ mình, không có làm khổ người. Thì nói về mà cái tương tự đó, là những cái người này trước kia đó thì họ cũng giống mình thôi, họ cũng giống mình thôi, có nghĩa là họ cũng vẫn còn có phiền não, vẫn còn có phiền não, nhưng mà do bất chợt họ nhìn thấy một cái cảnh tượng gì đó ở trong đời, có nghĩa là thấy cái sự già, thấy cái sự bệnh, hay là thấy cái sự chết, hoặc là thấy khổ của cái kiếp trần luân này. Đó thì những người đó đó người ta thấy được cái sự khổ đó, nên người ta làm cái gì quý vị? Người ta sẽ tìm cái phương hướng, họ có cái phương hướng mà xuất ly, họ có cái phương hướng để mà xuất gia. Thành ra đó có khi đó là họ vào rừng họ tu tập, hoặc là họ đi đến tịnh xá để mà họ xin được xuất gia tu tập. Khi mà xuất gia tu tập rồi đó, quý vị thấy rằng những cái người này người ta có rất là nhiều, mà ở trong cái thời Đức Phật là có rất là nhiều cái giai cấp, có rất là nhiều cái giai cấp. Nhưng mà ở đây chung quy lại là nói lên là cái điều nào? Nói lên là những người này đó là họ cũng còn phiền não chúng ta, trước khi mà chứng đắc thì họ cũng vẫn còn phiền não như chúng ta. Tại sao mà chúng tôi lặp đi lặp lại cái chỗ này? Có nhiều người ta nói cái hạng người thứ tư là cái hạng người mà người ta là thánh nhân rồi, người ta chứng thánh rồi, thành ra người ta mới có được những cái điều đó. Thì đúng, khi mà người ta chứng thánh rồi, người ta mới có được những cái điều là không làm khổ mình, không làm khổ người. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là trước khi mà chứng thánh, trước khi mà chứng thánh thì những người đó sao bị cũng giống như mình thôi, cũng giống như mình thôi. Nhưng mà những người đó có một cái sự chặn lọc, hoặc là có một cái sự mà suy nghĩ khi mà thấy một cái hiện tượng gì ở trên đời này, thấy được cái sự khổ, thấy được cái sự bệnh, cái sự già, cái sự chết, nói chung là thấy được cái mối nguy hiểm, cái mối nguy hiểm của cái đời sống này,
Thành ra đó, những cái vị đó đã bỏ vào rừng hoặc là tìm đến những cái tịnh xá để mà xin xuất gia tu tập, vì những cái người này nghĩ rằng bây giờ mình thấy cái sự khổ ở đời đó, mà đối với cái đời sống gia đình thì nó nhiều cái phiền phức, nó nhiều cái phiền phức, làm sao mà mình tu tập được. Thành ra những cái vị đó mới tìm đến cái con đường xuất gia, tìm đến cái con đường mà tu tập. Khi mà tìm đến cái con đường tu tập rồi đó, thì quý vị thấy rằng là những cái người này là coi như là người ta bỏ tài sản nhỏ, tài sản lớn, nói chung là cái gì mà nó thuộc, nó liên hệ với tại gia, họ đều bỏ hết, họ từ bỏ cái cuộc sống của họ xa qua đồ này kia, họ từ bỏ những cái đời sống đó hết đó, rồi họ vô họ tu tập. Mà quý vị thấy rằng ở trong chánh kinh nói rằng là họ sống có giới hạnh, sống có từ tâm, sống có giới hạnh, sống có từ tâm. Có sống có giới hạnh, sống có từ tâm là có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là họ vào tu tập rồi thì họ gìn giữ giới, gìn giữ giới. Ở đây đó, thường thường mới đầu đó, nếu mà chúng ta đến chùa hoặc là chúng ta đến với đạo thì mới đầu chúng ta xin cái sự thọ trì ngũ giới, tam quy ngũ giới. Nhưng mà quý vị biết dần dần về sau đó thì trong cái sự thọ giới đó, cái sự giữ giới đó, từ từ tâm từ của chúng ta nó sẽ xuất hiện. Có nghĩa là từ từ tâm từ của mình phát sanh. Chứ nếu mà quý vị thấy mình mà giữ giới được là trong cái trường hợp này là mình có tâm từ, quý vị. Trường hợp này mình có tâm từ. Tại sao mà quý vị không sát sanh? Tại vì mình có tâm từ với những cái chúng sanh. Dù cho cái chúng sanh đó hai chân, bốn chân, hoặc là nhiều chân, hoặc là những cái chúng sanh đó thuộc về mà thượng đẳng hay là hạ liệt gì vân vân, chúng ta cũng đều có tâm từ. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói rằng là cái ngày đầu đó mà chúng ta đến chùa đó, chúng ta tu tập đó, thì chúng ta biết giữ giới thôi, mình biết giữ giới thôi, hoặc là nhiều khi mình chỉ biết đọc theo thôi. Nhưng mà khi mà dần dần chúng ta có học giáo lý, dần dần chúng ta có tu tập, là lúc đó tâm từ của chúng ta nó sẽ phát sanh lên. Quý vị biết nhờ có tâm từ đó mà chúng ta sẽ dễ dàng từ bỏ sát sanh. Nhờ có tâm từ, nếu mà bây giờ mình có tâm từ, mình mong cho những cái chúng sanh nó an vui rồi, không lẽ sao mình giết những cái chúng sanh nó được. Rồi khi mà mình có tâm từ rồi đó thì làm sao mà mình lấy những cái đồ vật của cái người đó được. Mà hãy mà mình có tâm từ rồi đó thì làm sao mình có những cái hành động thân khẩu ý mà tà vại, hoặc là làm sao mình, nếu mà mình có tâm từ rồi thì làm sao mà mình có những cái lời nói dối, hoặc là nói độc ác, hoặc là nói chia rẽ, hoặc là nói lời nhảm nhí. Quý vị thấy rằng vậy thì ở đây đó, giới hạnh và tâm từ đó quý vị thấy rằng thường thường á nó sẽ phát sanh, nó sẽ phát sanh. Nếu chúng ta thật sự chúng ta có tâm chúng ta tu tập. Thành ra đó, cái hạng người thứ tư này đó thì như lúc đầu chúng tôi nói, họ vẫn còn phiền não giống mình trước khi mà chứng đắc quả thánh. Họ vẫn có phiền não giống chúng ta, nhưng mà họ có những cái phút chạnh lòng, họ có những cái suy tư về cái sự khổ, suy tư về cái dòng sanh tử luân hồi này. Thành ra họ đã đi tìm tìm cái con đường xuất gia. Khi mà tìm cái con đường xuất gia rồi đó, họ xuất gia được rồi đó, thì họ sẽ có sống có giới hạnh, sống có từ tâm đối với tất cả mọi loài. Nhờ như vậy mà quý vị thấy rằng càng ngày cái đời sống tâm linh của người ta nó càng phát triển hơn. Càng ngày đời sống tâm linh càng phát triển hơn, quý vị. Người ta khi mà người ta phát triển rồi đó, những cái vị đó mà phát triển rồi đó, thì họ sẽ sống giản dị, giản dị theo cái những cái điều lệ như là mình nói ở trong kinh. Có nghĩa là họ sống theo cái giới bộ, họ sống theo cái quy cách ở trong một cái hội chúng. Thì khi mà mình mới biết đạo đó, thì có thể là mình là một cái người mà thọ về ngũ giới, có nghĩa là mình gìn giữ ngũ giới. Rồi mình biết được dần dần nữa rồi đó thì mình có tâm từ. Rồi mình tu tập một thời gian rồi đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là đối với những cái giới nhỏ cũng vậy, những cái giới nhỏ cũng vậy. Ví dụ như là chặt phá cây, hoặc là
dùng một chặt khóa cây, mình cũng không có chặt khóa cây. Hoặc là đối với cái sự mà ăn một ngày một bữa, từ bỏ ăn phi thờ đồ đó, từ bỏ những cái xem múa hát, những cái sự mà trình diễn vân vân, thì cái người tu tập mà muốn đạt đến những cái tầng thiền chứng, hoặc là muốn đạt được những cái quả vị mà nó cao quý, thì coi như là những cái địa, những cái giới học này chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta hành trì, từ những cái giới thô cho đến những cái giới mà vi tế, những cái giới vi tế đó. Quý vị thấy rằng ở trong đây đó, ngoài cái chuyện mà không ăn phi thờ rồi từ bỏ ca hát sướng vui đồ này kia, đến rồi từ bỏ nhận vàng bạc, đến nỗi mà người ta không nhận những cái loài gia súc luôn, người ta không nhận những cái loài gia súc, hoặc là người ta từ chối nhận những tôi trai tớ gái, người ta đều từ chối hết. Thành ra quý vị thấy rằng cái con đường mà dẫn đến cái hạng người mà không làm khổ mình, không làm khổ người, chúng ta phải đi từng tự, chúng ta phải đi từng tự, chứ không thể nào mà chúng ta vượt bậc được hết. Khi mà chúng ta thấy cái sự thành tựu của một cái vị tu tập á, chúng ta thấy rằng là giống như là sao nó nhanh quá, thì cái trường hợp đó là một cái trường hợp khác người. Có nghĩa là có những người, người ta có duyên lành tu tập ở trong quá khứ nhiều rồi, giống như là nước mà nó tràn, nó đầy rồi, thành ra bây giờ chỉ gặp Đức Phật hoặc là gặp những vị thánh tăng là coi như là chúng ta sẽ giác ngộ liền. Qua một cái câu kệ, một cái lời dạy, một cái chân lý gì đó là chúng ta sẽ giác ngộ liền. Nhưng mà ở đây nói về cái sự rối ren của loài người đó, thành ra mới nói đến từ cấp độ, từ cấp độ như vậy đó. Đó thì mới đầu chúng ta phải có cái ý niệm xích ly, có nghĩa là chúng ta có ý niệm xích gia. Khi mà xuất gia rồi, chúng ta sẽ gìn giữ những cái điều học của một cái bậc xuất gia. Rồi chúng ta cũng có tâm từ, rồi từ từ đối với những cái giới học mà nó vi tế hơn, những cái giới nó nhỏ hơn, chúng ta cũng gìn giữ nữa, chúng ta cũng gìn giữ nữa. Thành ra đó, càng ngày đó, cái tâm của người đó nó càng được cái sự thanh tịnh đó. Rồi khi mà thanh tịnh như vậy đó, cũng chưa có dừng lại, thanh tịnh như vậy những cái vị đó cũng chưa dừng lại. Những cái vị đó khi mà thanh tịnh rồi đó, nhau vị thanh tịnh về giới bổn rồi đó, thì những cái vị đó cũng biết cái sự phòng hộ các căn. Phòng hộ các căn thì có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là bây giờ mình tu tập, mình không để cho phiền não nó len lỏi vào mình. Khi mà mắt mình thấy sắc, không nắm giữ tướng chung tướng riêng, không có nhìn cái người đó là người nam là người nữ, da trắng hay là da đen, hoặc là đối với tai nghe tiếng cũng vậy, chúng ta cũng không có phân tích cái tiếng nói đó thuộc về người quý phái hay là cái người hạ liệt, hoặc là cái âm thanh đó nó không phải là cái âm thanh mà dịu ngọt, hoặc là cái âm thanh nó cộc cằn vân vân, là cái những cái trường hợp đó gọi là nắm giữ tướng chung tướng riêng. Thì đối với mắt thấy sắc mình cũng phải biết hộ trì, không để tham hoặc là ô nó sanh khởi. Đối với tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm cũng vậy, thân xúc chạm cũng vậy, ý suy nghĩ các pháp chúng ta cũng không có để mà những cái tham sân nó sanh lên. Mà ở trong kinh gọi là cái vị ấy chế ngự những cái nhân mà khiến cho tham ái u bi các ác bất thiện pháp trở lên, vị ấy phải chế ngự những cái nguyên nhân đó. Thì coi như là quý vị thấy rằng đây là một cái trình tự tu tập, một cái trình tự tu tập. Khi mà mình đã biết phòng hộ các căn rồi đó, thì coi như là chúng ta sẽ đi đến với cái gì, chúng ta sẽ đi đến thánh giới uẩn. Thánh giới uẩn có nghĩa là hộ trì các căn rồi, thì lâu ngày chúng ta sẽ có cái sự mà chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác, mà khi mà chúng ta có chánh niệm tỉnh giác rồi á, quý vị thấy rằng á, những người đó người ta tìm được, người ta tìm được cái gì? Tìm được cái sự an lạc ở trong nội tâm. Khi mà tìm được cái sự an lạc ở trong nội tâm rồi đó, người ta sẽ đi tìm những cái trú xứ thanh vắng, như là cái khu rừng, hoặc là một cái gốc cây, hoặc là một cái hang đá, hoặc là một cái bãi tha ma, hoặc là một cái chỗ, nói chung là
một cái chỗ mà nó được yên ổn, mà nó không có nhiều người lui tới, không những cái chuyến xe hoặc là những tiếng ồn rồi kia, để chi? Để tu tập, tu tập để cho người ta cái vị đó sẽ đoạn diệt được những cái truyền cái của nội tâm. Quý vị thấy rằng ở đây có thể chúng ta đặt ngược lại, tại sao mà chúng ta có thân làm ác, khẩu nói ác, ý suy nghĩ ác? Có nghĩa là ba cái nghiệp không thanh tịnh là tại sao nghĩ vậy? Tại vì những cái truyền cái ở nội tâm của mình, sân tham dục, sân hận, hôn trầm thị miên, rồi trạo hối, rồi hoài nghi, đó là do chúng ta còn bị những cái truyền cái này, những cái truyền cái này nó chế ngự ở trong tâm của chúng ta. Thành ra đó, chúng ta mới có những cái hành động từ thân khẩu ý mà nó do tác động của những cái truyền cái này. Đó, thành ra quý vị thấy rằng thường thường có nhiều người người ta không biết là tại sao cái người tu hoặc là tại sao những cái người hành thiền mình nhìn người ta nó mát mẻ, hoặc là nhìn người ta mình thấy dễ mến, là tại vì người ta đang đè nén được những cái gọi là tham dục, đang đè nén được cái sự sân hận, hôn trầm thị miên, hoặc là trạo hối cái, hoặc là hoài nghi cái. Người ta đang đè nén được, hoặc là người ta đang gột rửa, có nghĩa là người ta đang chuẩn bị đoạn tận được những cái truyền cái này. Thành ra đó, quý vị nhìn những cái người này có cái tướng hảo, hoặc là ở trên nét mặt của người ta, hoặc là mình đến gần người ta, mình cảm thấy rằng nó có một cái gì đó nó mát mẻ. Đó là do đâu? Do cái vị đó đã đè nén được những cái truyền cái. Khi mà đè nén được những cái truyền cái rồi đó, thì coi như là người ta không có chịu dừng lại đó, không có chịu dừng lại ở đó, mà người ta sẽ làm cho những cái pháp mà nó làm cho tâm cấu quế. Tâm cấu quế có nghĩa là bây giờ đó là quý vị thấy rằng người ta sẽ tiến tu nữa, tiến tu nữa để đạt đến những cái trạng thái của thiền định. Khi mà chúng ta đè nén được cái truyền cái rồi đó, thì chưa chắc là chúng ta đã chứng thiền. Chúng ta phải tiếp tục mà chúng ta tu tập nữa. Khi mà chúng ta tu tập mà coi như là ly các ác bất thiện pháp, vị ấy chứng và trú sơ thiền, chứng và trú sơ thiền. Đó, thành ra đối với nội tâm của chúng ta được dọn sạch sẽ, là có nghĩa là mình chế ngự, mình đè nén được những cái truyền cái rồi, thì mình phải tiếp tục mà tu tập. Mà tu tập đến cái giai đoạn mà cái vị đó đắc được thiền thì coi như là cũng chưa có hoàn thành, mà gọi là một người mà không làm khổ mình, không làm khổ người, chưa đến cái giai thoại đó quý vị, hoặc là chưa đến cái giai đoạn đó. Chừng nào mà cái vị ấy đắc được tam minh, đắc được tam minh, đó như ở trong cái phần chánh văn, đắc được tam minh có nghĩa là cái vị này phải tiến tu, tiến tu để mà chi? Để chứng đắc được túc mạng minh, sanh tử minh, lậu tận minh, thì coi như mới là một cái người mà gọi là cái người mà không làm khổ mình, không làm khổ người. Quý vị thấy rằng tại sao mà nói như vậy? Nhiều khi mình là một cái bậc chứng thiền, nhưng mà nếu mà mình xả thiền rồi sao? Mình không có an trú ở trong thiền á, thì tham sân si, mạng nghi tà kiến vân vân, nếu mà có cơ hội nó vẫn trổ dậy, nó có cơ hội nó vẫn bùng phát, giống như mà chúng ta thấy rằng giống như dịch Covid mà bây giờ vậy đó, khi mà đến mùa lạnh hoặc là khi nào mà đủ cơ hội là nó sẽ bùng phát. Giống như ngày hôm nay mà chúng ta đang sống chung đủ vậy đó, sống chung với những con virus đó. Đó, thì đối với cái đời sống mà thiền định cũng vậy. Đó, khi nào mà chúng ta mà chứng đắc được ít nhất là lậu tăng minh, ít nhất là những cái lậu hoặc mà chúng ta đoạn trừ, thì chúng ta mới trở thành một cái bậc mà gọi là không làm khổ mình, không làm khổ người. Vậy thì sau khi mà những cái vị này mà chứng đắc được thiền định rồi đó, thì tiếp tục cái vị này sẽ tu tập cho đến mà chứng đắc được là túc mạng minh, túc mạng minh hay là túc mạng trí đó, có nghĩa là nhờ cái túc mạng trí này đó mà cái đó sẽ thấy được các cái đời sống quá khứ của mình,
Thật ra đó thì quý vị thấy rằng ở trong cái giai đoạn này đó là coi như là chúng ta sẽ rất là thích tu tập, mà rất là thích tu tập là tại sao? Tại sao mà ngày hôm nay mà chúng ta tu ít, chúng ta ngủ nhiều, chúng ta ăn nhiều, đó tại vì sao? Tại vì chúng ta đâu có nhớ được, chúng ta tu tập chúng ta đâu có nhớ được, đâu có thấy được là cái kiếp trước đây của mình là gì, cái kiếp trước của đây mình là cái loài người như thế nào, tuổi thọ như thế nào, rồi sanh ra ở chỗ nào. Thật sự ra mình không thấy được những cái điều này. Chính vì cái điều đó đó mà nó sẽ làm cho chúng ta làm cho chúng ta có cái sự mà cũng như là lười biếng tu, lười tu tập đó. Nếu mà quý vị nghĩ coi, bây giờ mà chúng ta mà tu tập đó, mà chúng ta có được túc mạng minh đó, túc mạng trí đó, thì quý vị thấy rằng mình sẽ biết được đời sống trước của mình đó, mình do cái nghiệp gì, hoặc là mình sanh ở cái gia tộc nào đâu đâu đó vân vân. Thì quý vị nghĩ coi, mình làm sao mà mình không tu được đó. Chúng tôi nói nhiều khi đó, mình tu tập về thiền đó, tại sao mà mình không có chuyên tâm mình hành thiền được? Tại vì là do mình chưa nếm được cái sự an lạc. Nó là chúng tôi nói về những cái người mà người ta có cái thời gian nha quý vị. Còn ngoài ra đó thì một số vị cũng như quý vị, số vị tu sĩ ở trong thời nay, họ tu tập họ biết được cái sự an lạc, nhưng mà tại sao không có tu được? Tại vì do cái chí nguyện lớn, hoặc là do một cái nói chung là một cái chí nguyện gì đó của họ, của những cái người đó, thành ra họ phải tiếp tục họ hướng dẫn hội chúng, hoặc là họ làm một cái công việc nó có lợi ích cho đời. Thì những người đó thì mình không nói rồi, nhưng mà mình ở đây mình nói về những người mà người ta, cái nguyên nhân mà tại sao mà người ta không có tu tập duy trì được một cái thời gian dài là do người ta tìm không được cái sự an lạc, tìm không được cái sự an lạc. Thì nếu mà một cái vị hành giả hoặc là một cái người nào đó có được những cái thiền định, có được những cái túc mạng thông, thì coi như là cái vị đó sẽ tiếp tục mà tu tập để mà chứng đắc những cái loại trí khác, cũng như ở trong cái bài học này nói là sanh tử trí. Sanh tử trí khi mà biết được những cái đời sống trước kia rồi đó, cái vị này sẽ cố gắng tiến tu nữa để chi? Để hướng tâm đến hướng tâm đến sanh tử trí. Sanh tử trí này có nghĩa là cái vị này có một cái thiên nhãn thông, một cái thiên nhãn thuần, thấy được cái sự sống sự chết của chúng sanh. Cái điều này quý vị thấy rằng nó rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta mà tu tập mà chúng ta mà đắc được thiên nhãn thông này đó, hoặc là sanh tử trí này đó, thì coi như là chúng ta sẽ rất là cố gắng tu tập. Tại sao? Tại vì mình thấy đó, cái nhóm này nè, là do cái nghiệp đó thành ra sanh lên làm cái người hạ liệt nè. Đó, cái nhóm người này nè, do cái thiện nghiệp mà sanh làm cái người cao sang. Thậm chí mình thấy cả cái bản thân của mình luôn. Mới đây, kiếp này mình làm, kiếp vừa rồi mình làm cái gì, kiếp trước mình làm cái nghiệp gì đó. Thành ra nó, quý vị thấy rằng khi mà mình thấy được cái người mà bất hạnh, rồi cái người mà hữu hạnh, nó đều do nghiệp. Thành ra coi như là lúc đó mình sẽ vững chãi. Vững chãi có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là mình sẽ an trú được ở trong cái sự tu tập, mình không có bị giải đãi, không có bị giải đãi, không có bị cái sự mà chi phối của những cái pháp thế gian nữa, mà mình chỉ muốn hướng đến cái sự chứng đắc, cái sự giác ngộ thôi. Thành ra đó, khi mà có được cái sanh tử trí á, là cái vị đó là đắc được cái minh thứ hai. Rồi khi đó là chúng ta thấy rằng là coi như là mình biết được nghiệp và quả của nghiệp rồi, thì lúc này mình sẽ cố gắng mình tu tập nữa. Mình tu tập để chi? Để trở thành một cái bậc mà đoạn tận được nội hoại. Cũng giống như là trong cái trường hợp trong bài kinh này nói rằng cái vị ấy hướng tâm đến hậu tận trí, vị ấy tự tri như thật, có nghĩa là vị ấy thấy được đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là cái con đường diệt khổ. Có nghĩa là thấy được tứ đế, thấy được, khi mà mình thấy được cái nghiệp quả rồi đó, rồi mình thấy cái sự khổ, rồi mình sẽ thấy được cái nhân sanh khổ. Tôi mất nhãn bài.
làm tôi hết hồn, nhắm mắt dán ngó qua gặp dạ xin lỗi chúng tôi nhắm mắt chúng tôi dán ngó một chú thiện nam sư vô chú chào chúng tôi cái nó mất hồn, nó hết hồn, tự nhiên thấy một người bự quá, một người bự quá đồng xuất hiện. Dạ dạ dạ, thành ra đó nhà quý vị, đó là coi như là đắc được cái vị đó, khi mà đắc được túc mạng thông, rồi sanh tử thông, sanh tử trí đó, rồi cái vị này sẽ hướng tâm đến hướng tâm đến lậu tịnh trí, thì tới lậu tịnh trí rồi đó, thì coi như là một cái bậc mà a la hán. Thì ở đây á, chúng ta thấy rằng cái quá trình á, mà trở thành á, một cái vị mà gọi là không làm khổ mình, không làm khổ người á, quý vị thấy rằng á, nó trải qua từng cấp như vậy, chứ không phải là giống như là những người mà ở ngoài đời mình ta nói thôi, tôi không cần tu tập, tôi chỉ cần sống sao mà phải đạo làm người được rồi, sống sao mà phải đạo làm người chứ không cần tu tập đồ này kia. Nếu mà mình không có tu tập á, sao mà phải đạo làm người quý vị? Thật sự ra đó, nếu mà không có cái giáo pháp của bậc thánh, không có cái lời dạy của Đức Phật này đó, thì mình sẽ rơi vào đâu? Một là mình làm khổ mình, hai mình sẽ làm khổ người, ba mình sẽ làm khổ bản thân mình và làm khổ người khác. Đó chứ đừng có nói mà thôi tôi không tu tập, tôi chỉ sống theo cái đạo làm người, hoặc là tu nhà thôi chứ không có vô chùa tu vân vân. Đó thành ra khi mà quý vị thấy rằng nhắc đến cái hạng người thứ tư này đó, mà không làm khổ mình, không làm khổ người, quý vị thấy rằng nỗ lực, cái sự nỗ lực, cái sự gia công tu tập, nó qua trải qua rất là nhiều cái giai đoạn, thành ra mới thành tựu được gọi một cái bậc mà không làm khổ mình, không làm khổ người. Vậy thì qua cái đoạn cuối của bài học này đó, chúng ta thấy rằng chúng ta cũng giống như cái người cư sĩ Bét Sát, là sao? Cái người cư sĩ đó cũng không có thích về ba hạng người đọc. Mình ở đây thì chắc có lẽ rằng chúng tôi biết rằng tất cả các mọi người ở trong đây, tất cả chúng ta cũng đều không có thích ba hạng người đọc, mà chúng ta chỉ yêu quý cái hạng người thứ tư thôi. Thì cái hạng người thứ tư là cái hạng người mà không làm khổ mình, không làm khổ người, mà chúng ta yêu quý hoặc là chúng ta thích về cái hạng người thứ tư, thì chúng ta cũng phải cố gắng chúng ta tu tập. Tuy rằng nó sẽ trải qua nhiều cái giai đoạn, nó sẽ trải qua rất là nhiều cái giai đoạn, hoặc là chúng ta phải gia công, chúng ta phải nỗ lực, chúng ta tu tập rất là nhiều đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta có cái sự cố gắng từ ở trong cái đời sống này, chúng ta cố gắng, chúng ta góp nhặt những cái phước báo, chúng ta tu tập từ từ, đến một lúc nào đó chúng ta cũng có một cái cơ hội để mà chúng ta đoạn tận được lậu hoặc. Khi mà mình đoạn tận được lậu hoặc rồi đó, thì mình sẽ đương nhiên là sẽ trở thành một cái hạng người mà gọi là không làm khổ người. Kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, cái bài học ngày hôm nay chúng con xin được và bây giờ còn thời gian chư tăng thảo luận để sáng tỏ thêm cái bài học này, nên chúng con xin được giúp lời ở đây. Với cái phần phước này, chúng con xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia đều đến quý cô tu nữ cùng tùy thiện nam thiện nữ, và cũng xin hồi hướng phước này đến các vị chư thiên cùng chúng sanh thông qua giới bốn loài mang hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Thầy. Sa thuộc cái trường đại chúng pháp tính, bạch sư tọa tiểu siêu thường tọa có ở trước máy không? Nếu thường tọa tiểu siêu nghe được cái thỉnh thường tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi thường tọa tiểu siêu, thường tọa có mặt ở trước máy không? Dạ vâng.
Bạch Thị Thọ Thị Siêu, trong bài kinh này có một đoạn mà rất là quan trọng. Ở đây xin post cả hai phần Việt và Pali được. Trong đoạn kinh đó, Đức Phật ngài dạy rằng ở đây này Phế Sát, có người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình. Ở đây này Phế Sát, có người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây này Phát Sát, có người tự hành khổ mình, chuyên tâm làm khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây này Phát Sát lại có người không hành khổ mình, cũng không chuyên tâm hành khổ mình, và không hành khổ người, và không chuyên tâm hành khổ người. Người ấy không hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Ngay trong hiện tại, không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, từ ngã, trú vào phạm thể. Bạch Thị Thọ Thị Siêu, nó là một câu thảo luận, nhưng mà ở đây có ba điểm mà Thánh Thích Phật Hoan Hỷ giải. Thứ nhất là ở đây có chữ Atantappa. Dạ, Atantappa. Chữ Atantappa, chữ Tappa đó, chúng ta nghe rất là nhiều trường hợp. Như là trong kinh Hạnh Phúc có dùng chữ Tappo. Dạ, Tappo hay Tappa, mà chúng ta dịch là thiền định. Dạ, vậy là thiền định. Ở đây Atantappa nó nghĩa như thế nào ở trong đoạn văn trên? Và bà Thị Thọ Thị Siêu, Thị Thọ của Hoan Hỷ giảng là ở trong cái đoạn kinh trên đó có cái chữ mà được dịch là chuyên. Dạ, mà cái chữ trong cái phản ngữ là Anuyoga. Dạ, Anuyoga. Và chúng ta cũng có một cái cụm từ. Cụm từ này mới dịch đó thì nghe nó hơi phản giáo pháp một chút xíu. Nhưng mà chúng ta cũng thỉnh thoảng thấy những cái bản hiệu đính trong thời gian sau này dùng cái chữ này. Gọi là tự ngã, an trú và phạm thể. Dạ, tự ngã, an trú, phạm thể có ổn không? Thì dựa trên cái bản kinh văn trên thì Tổ Quan Hỷ giải thích rõ, trả lời dùng cho ba câu hỏi A, B, C. Xin lỗi quý vị, chúng tôi đánh lộn, có vị nào post lại đánh chữ A, chữ B, chữ C dùm, chứ không phải là ba chữ A hết. Dạ, xin kính chỉnh thưa tòa cho xin. Dạ. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tâm đức, kính thưa quý vị, ở trong cái đoạn kinh Pali hôm nay, thì những cái từ ngữ này rất là quen thuộc nhưng mà khó dịch. Trước hết, ở trong cái chữ Atantappa, Atantappa, và cái chữ Parantappa. Chữ Tappa ở đây là một chữ nó khó dịch vô cùng. Thật ra thì chúng ta dịch chữ Tappa vậy là thiền định thì cũng không phải đúng, nó không đúng. Bởi vì cái chữ Tappa
trước khi Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện ở đời, trước khi Đức Phật xuất hiện ở đời, thì cái chữ tập á vẫn được dùng rất phổ biến ở trong thế giới tu sĩ Sa Môn và La Môn thời đó. Vì cái chữ tập á có nghĩa là cái sự ép sát, cái sự khổ hạnh, nghĩa là làm khổ cái thân này, làm khổ cái thân này. Mà chữ này nó xuất phát từ chữ tapati. Chữ tapati, động từ tapati có nghĩa là đốt nóng. Nhưng mà ở đây đó, y cứ vào trong chú giải thì chúng ta thấy rất là rõ ràng. Atanta, Atantapa, Atantapa đi xuống, chữ A đi xuống, A đi xuống, là vân vân đó. Atantapa, vân vân, là tự làm khổ, tự làm khổ mình. Thì ở đây được nói Atanantapati Dukkha Petiti Atantapu. Atanang tapati tức là làm cho mình nóng nảy, làm cho mình nóng nảy. Dukkha peti là làm khổ cho mình, làm khổ cho mình. Quý vị nhớ dùm hai cái từ đó. Cái đoạn văn Pali mà Thượng Tọa Giới Đẳng nêu lên ở trong cái câu thuận luận một đó, thì cái đoạn này là chánh kinh, chánh kinh. Còn ở đây là chúng tôi đang đọc chú giải, đang đọc chú giải để giải thích. Thì ở đây đó, cái chữ tapo, tapa, tapa mà ở chỗ này xài hai từ Atanang tapati Dukkha peti Atantapu. Khi mà xài cái động từ tapati và Dukkha peti thì xài đối cách chữ Atta, Atta, Atanang. Xài đối cách là dị biệt ngữ. Còn khi mà nói Atta Paritta Panna Nuyugam là chuyên là khổ mình. Thì Atano là xài chỉ định cách. Như vậy Paritapana, Paritapana tức là nó cũng từ cái căn là tapati, nhưng mà thêm tích vật ngữ pari và chữ tapana tức là tức là đốt nóng hay là làm khổ. Thì bây giờ cái chữ anh luôn dùng cái. Thực ra đó, cái chữ Anuyoga nó không có nghĩa là chuyên, mà nó có chữ Anuyoga nó xuất phát từ cái căn động từ Yuttati hay là chữ Yoga. Chữ Yoga này nó thêm, nếu như mà thêm cái tiếp từ ngữ anu hoặc là san hoặc là quý như chữ anu yuto ở phía sau có chữ anu yuto đó thưa quý vị, anu yoga anu yuto, cho nên gọi là
Anuyoga Manuyuto. Thì Anuyoga, Anuyoga và Anuyuta nó cũng xuất phát từ một căn động từ mà ra thôi. Chỉ có điều là Anuyoga thì nó lại là một danh từ, còn Anuyuto thì nó lại là một tỉnh từ hay là một quá khứ phân từ. Thí dụ như chúng ta nói xăm và dút tá, quýt và dút tá, Anuyuta. Từ cái chữ dút tá hay là dút tí, chữ Yuchati quá khứ phân tử nó là Yuta, mà danh từ của nó là Vô Yoga. Và khi mà có cái chữ Anu, cái chữ Anu phối hợp với chữ Anuyoga hoặc là chữ Sanyoga hoặc là Vipyoga vân vân. Nó có nhiều cách lắm thưa quý vị, có nhiều cách lắm. Cho nên là chúng ta nói Anuyuta, Anuga hay là Sanyuta, Samyuta hoặc là Vipyuta cũng được. Cho nên học cái căn động từ nó rất là quan trọng. Thì bây giờ trở lại vấn đề đó, là chữ Anuyuga không mang một ý nghĩa thuần thuần túy là chữ chuyên, nó không phải mang ý nghĩa là chữ chuyên, bởi vì từ cái căn vút, từ cái căn động từ vút nó có nghĩa là bắt tay vào hay là thực hiện hay là khởi sự hay là dấn thân. Nói chung tức là cái gì mà nó có tính cách là chúng ta kết hợp đều được hết, kết hợp hợp tác hay cái gì cũng được. Khi mà chúng ta bắt đầu dấn thân vào cái công việc đó, bắt tay vào cái công việc đó, dấn thân vào cái cuộc đời đó, cuộc đời như vậy, dấn thân vào chính trị hay là dấn thân vào cái việc thương mại chẳng hạn, thì trong trường hợp đó là chúng ta xài chữ dấn thân, thì đó là cái chữ Yoga và Anuyoga. Thì ở đây đó, tại sao chúng tôi nói cái ý nghĩa nó là dấn thân hay là lao vào, là bởi vì này các tỳ kheo, có hai cực đoan đuê mê anh ta, đuê mê phích quê anh ta, có hai cực đoan. Một là xuất khanh lý ca nước dù vô anh nước dù vô anh nước dù vô anh nước dù vô. Một là lợi dưỡng, hai là kí lâm ma tha nước dù vô, tức là khổ hạnh. Thì do đó cho nên cái chữ anh nước dù vô đó
nó có nghĩa rất là phong phú mà chúng ta khó có dịch được, tùy theo chỗ dịch. Tuy nhiên ở đây khi mà xài cái chữ đó, chữ chuyên thì cũng được, nhưng mà chỗ này thì Đức Phật này không có nói là cái người chuyên tâm, chuyên tâm làm khổ mình, chuyên tâm làm khổ người. Nói theo nghĩa thông thường thì được, nhưng mà ở đây có nghĩa là người này sống làm như vậy đó, sống làm như vậy. Chúng ta phải dùng trí để chúng ta hiểu được ý nghĩa đó. Mà chúng ta nói cái gì đó thì chúng ta nói là cái chữ chuyên ở trong tiếng Việt của chúng ta nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là chúng ta sẽ không xài được với cái danh từ Anuyoga. Cái nghĩa thứ nhất chuyên ở đây đó có nghĩa là chuyên môn, thành thạo, thuần thục. Cái này gọi là Bhagunyata, Bhagunyata. Thì chúng ta xài chữ chuyên môn đó thì chúng ta không có xài được cho cái dự án đúng dù cả chữ chuyên đó. Thí dụ như một người làm cái công việc gì hay là làm cái nghề nghiệp gì, người ta nói chuyên về cái đó, hay là những người chuyên gia, thì cái chữ chuyên đó là chúng ta không xài được cho chữ Anuyoga. Nhưng mà chúng ta nói theo cái nghĩa thông thường là thí dụ như nói thằng đó nó chuyên nó bậy, hay thằng đó nó chuyên đi ăn cắp, thì cái chữ chuyên đó đó là chúng ta xài được cho cái chữ Anuyoga. Tức là nó sống, nó chỉ làm cái đó thôi, nó thích làm cái đó và nó làm thuần cái đó. Chúng ta xài được cái chữ chuyên mà trong cái nghĩa đơn giản đó, đó thì chúng ta xài được chữ Anuyoga. Cho nên chúng ta nghĩ rằng là cái chữ Anuyoga mà ngài và thử bên trong ngài dịch chữ chuyên ở trong cái chữ Attapparita Panna Panna Anuyoga Anuyuto, ngài nói là chuyên tâm là khổ mình đó, thì cái chữ chuyên đó là ngài muốn xài cho người dễ, chứ không phải là chuyên môn. Chúng ta hiểu ý nghĩa vậy. Còn cái cụm từ ở trong cái mệnh đề gọi là Brahmaphute Suttana Viharati thì ở đây thưa quý vị cũng ở trong chú giải thích Brahmaphute Suttana được giải thích là sát thác phu tê nó atana, cũng chỉ thay đổi chữ Brahma là cái chữ sát thác thôi, tức là cao quý, cái trạng thái cao quý. Chữ thể ở đây là chúng ta phải hiểu là trạng thái cao quý, nhưng mà ở đây dịch là tự ngã trú vào phạm thể thì không ổn, bởi vì Brahmaphutena và Atana thì nó cùng nó đồng cách là sử dụng cách Atiyavi pháp tích, chúng ta học Pali nữa. Thì do đó cho nên với trạng thái cao thượng, tự mình trú với trạng thái cao thượng, tự mình an trú với cái trạng thái cao quý, tức là trú trong vốn vô lượng tâm từ bi xả, chỉ đơn giản vậy thôi thưa quý vị. Cho nên nhiều khi trong cái bản dịch
Và khi chúng tôi làm việc ở trong cái viện nghiên cứu Phật học, người ta hỏi ý kiến chúng tôi về cái vấn đề mà dịch lại, in lại toàn bộ tâm tạng Pali. Thì chúng tôi có nói rằng là nếu bỏ tiền ra để mà in lại cho là thành cái bộ tâm tạng mẫu mã đẹp, giấy tốt để đời đó, thì chúng ta cần phải có một cái hội đồng xét duyệt để mà sang định lại. Chứ còn các cái bản dịch đó, rời rạc từng vị dịch đó, thì trong trường hợp này nó không có ổn so với Bali. Thì như chúng ta thấy ở đây, nếu mà cái câu mà tự ngã trú vào ngộng thể đó, mà chúng ta dịch thì chúng ta in thành một cái quyển bìa cứng mẫu mã giấy tốt để đời đời sau là đoàn hậu sanh, họ không họ dốt tiếng Bali á, thì họ đọc được tiếng Việt là họ hiểu lầm liền, họ hiểu lầm kinh điển, rất là nguy hiểm. Cho nên ở đây chúng tôi nhắc lại là theo cái mạch văn ngữ pháp Brahmaphute Suttana Viharati là an trú với trạng thái cao quý, với trạng thái cao quý, tự mình an trú với trạng thái cao quý. Thì ở đây không có dịch là tự ngã, mà phải nói là tự mình an trú thì nó nhẹ hơn là tự ngã. Còn trú vào phạm thể thì người ta không biết, chắc là tự theo ở trong cái tà kiến của ngoại đạo thì họ cho rằng là mỗi một con người có một cái tiểu ngã, tức là một cái linh hồn. Cái tiểu ngã này mỗi người nếu một thời gian sau thì nó tự tỉnh hóa bằng cách là trải qua 500 kiếp luân hồi, rồi cái tự ngã này đó là nó sẽ trú vào phạm thể, tức là trú vào cái đại ngã phạm thiên. Phạm thiên họ cho là đại ngã, còn cái linh hồn của mỗi con người chúng ta là tiểu ngã, họ chắc là như vậy. Cho nên cái câu mà đã trú vào phạm thể thì coi chừng người ta sẽ hiểu lầm theo cái hướng đó. Cái này rất là nguy thưa quý vị. Thì ở đây quý vị chỉ biết đơn giản cái hạng người thứ tư mà Đức Phật nói ở đây ấy, tức là chỉ cho một bậc giải thoát. Đối với một bậc giải thoát như bậc A-la-hán ấy, thì đối với các ngài ấy, không làm khổ mình cũng không làm khổ người khác, vì đã đoạn tận phiền não. Do đó cho nên ngài tự cảm giác, tự cảm giác là thọ xuất khắp ở trên sân quê đi. Và tự an trú với cái trạng thái cao quý, tức là biến mãn tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, không làm hại ai hết, ngay cả bản thân mình cũng vậy. Tại sao vậy? Bởi vì xuất khô vô biết, tức là bản thân mình cũng muốn cho mình được cái sự an lạc. Và sape sata hoàn túc, tức là mong cho chúng sanh được cái sự an lạc. Thì như vậy một người có tâm từ mong tự bản thân được an lạc và mong chúng sanh khác cũng được an lạc, thì do đó cái trạng thái này được gọi là Brahmaphute Na. Mà phải chính vị đó an trú
với cái tâm tư như vậy, với trạng thái như vậy, cho nên gọi là Atana Viharati. Đó là chúng tôi giải hơi mất thời gian quý vị chút xíu, nhưng mà chúng tôi giải cặn kẽ như thế từng chút thì mong rằng quý vị sẽ hiểu được cái ý nghĩa của cái đoạn kinh văn trên với ba từ mà thượng tọa với đẳng vừa đều Nam Mô Bụt Thầy. Sao thưa cái trình thượng tọa tôi xin để chuẩn thượng tọa đi nghỉ. Thượng tọa Tư Quyền ấy, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tư Quyền nghe được, thượng tọa khoan nghĩ trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Dạ, thượng tọa Tư Quyền, thường thường chúng ta nghe thoáng qua đó thì mình nghĩ rằng sống mà không làm khổ mình, không làm khổ người rất là đơn giản. Nhưng mà ở đây thì riêng ở trong bài kinh này thì Đức Phật hình giảng rất là dài. Thế nào là sống không làm khổ mình và không làm khổ người? Thì tôi đó nghĩ rằng để sống mà thật sự không làm khổ mình, không làm khổ người, nó không đơn giản như mình nghĩ, phải như vậy không? Xin kính thỉnh từ tòa khoan nghĩ cho vậy suy nghĩ về điều này. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Bây giờ thưa đại chúng được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng Tăng. Kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu, Phật Tử Nhất Đẳng, Thượng Tọa Phổ Minh Hạnh, Đại Đức Quốc Tính, Đại Đức Quốc Tuệ Tri, Sư Minh Thông cùng Sư Tăng Đại Hiện Diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng Sư Phụ Tử. Dạ, quả thật, nếu như mà chúng ta không có đơn giản mà chúng ta nghĩ rằng cái khổ, làm khổ mình, làm khổ người, từ đây những cái thân ác, khẩu ác, ý ác đến cho mình, đến cho người, trên cái tinh thần kinh văn, như nhiều phải nói rằng trong cuộc sống này không có dễ dàng mà chúng ta làm được như thế. Bởi vì cái vai trò của con người là nó có sự cộng sinh rất lớn giữa người với người, giữa giai tầng của cha mẹ, con cái, bè bạn, giao tiếp, ngay cả với thầy trò, sư đồ cũng là như thế. Đó là một cái hoạt động giao tiếp mà liên tục ở các nơi các xứ, ở khắp mọi nơi. Cái này là pháp cũng như là pháp Niyama, cái như pháp thường duyên, tất cả như vậy rồi. Thì chính vì có cuộc sống, có một cuộc sống giao hòa như vậy, có cuộc sống qua lại như vậy, chúng ta không dễ dàng, chúng ta có một cái đời sống mà tỉnh thức, chúng ta có một đời sống có giới hạn, có tỉnh thức, biết tu, không có đơn giản. Bởi vì thường thường có người chỉ nghĩ tới cái lợi riêng của mình, nghĩ tới cái quyền lợi riêng của mình, nghĩ tới cái chuyện cái gì, cái của mình được. Mà cái của mình được á thì cũng do sự thật ra trong cuộc đời này cũng là một cái nhân quả mà nó xoay quanh, nó tiến bước, nó tiến thối, chứ không có gì. Nếu như một người hiểu biết được nhân quả một cách rõ ràng, người đó biết chấp nhận, đối diện với tự thân, với nội tánh nhất tâm của mình, và người ấy sống có sự thu thúc của cuộc, sự khiêm cung, có sự áp chế với chính mình, thì ở đó chính là người ấy sẽ trước nhất là sẽ không làm khổ người khác. Và từ chỗ không làm khổ người khác, và người ấy bắt đầu mới cởi trói được tự do của chính mình. Một cái ăn, một cái mặc, một cái muốn, một cái tâm tư tình cảm, nói chung là một cái vừa lòng của chúng ta thôi, nó không phải là một chuyện bình thường. Chúng ta coi mọi việc nó quá thường. Một miếng ăn, một cái ăn, cái mặc, nó là rất là thường. Nhưng để có cái mặc,
nó khác thường. Để có một giai tầng nó lại càng khác thường hơn. Mà sống ở trong cái một cái mối trang hòa, sống trong một hội tù khó, rất khó, không đơn giản. Sự thật là để mình không làm khổ cho chính mình, mà để mình không làm khổ cho mình mà cũng không làm khổ người, tức là mình không làm ác về thân, về khẩu, về ý. Đấy là một ý niệm tốt, nhưng thật sự từ cái chỗ đó mình không làm khổ mình, nó mới tạo ra một cái an ổn cho người, nó một cái vô ý, chẳng hạn như cái vô ý thí cho người cái sự không lo lắng, không sợ sệt. Quý vị biết, quý vị đang ở xa, khi nghe bên nhà báo chung dùng không tin của người thân, chúng tôi ví dụ như vậy, thì nó cũng là khổ đấy chứ. Khổ chứ mình nghe không? Phải nghe. Để mình yên không? Mình khổ. Phải lo lắng vì người thân của chúng ta bệnh hoạn, vì người thân của chúng ta nó bị những cái khổ sầu, chúng ta khắc khoải đau thương, bởi như đó thôi. Thì đó cũng chính là cái khổ, mà cái khổ này không phải là do coi như là người nào làm cả, mà chính là sống ở đời nó phải khổ như vậy. Chúng ta không có tác động trực tiếp, nhưng nó cũng gián tiếp, bởi vì ái chấp của chúng sinh. Bây giờ ở chỗ nào người ta bị thì không sao, ở các nước thì ngày nhiều, ở các nước Tây Á, các nước Châu Phi này nó không có gì. Nhưng điều quý vị nhớ về Việt Nam, chúng ta thấy là bây giờ đang lũ lụt ở miền Trung. Những ai giờ là dân miền Trung, ở xứ Huế, ở xứ Quảng Trị, ở xứ Quảng Bình, vân vân, tự động người ta sẽ hoài cảm về quê, nghĩ tới người thân của mình, nghĩ tới cái quê hương của mình, nghĩ tới cái chỗ mà nơi quê nhà của mình đó, thì tự nó sẽ có một cái cũng không vui. Giờ nó không vui bởi nhiều thứ, nhiều điều. Và chính vì đó, cái đau khổ nó rất đơn giản như vậy. Chúng ta thấy Cái khổ đó là do cái gì? Do cũng cái thai nhân, nha nhân mang tới. Trời. Hay là do chúng ta nói do con ông trời, hay do thiên nhiên, do nghiệp quả. Sự thật ra cái này là do con người. Mà do cái gì? Do nghiệp quả của chúng sinh. Thì thôi, tại sao ở chỗ nào mà ở chỗ đó, tại sao bị chỗ nào mà bị chỗ đó, mà tại sao mà mình phải khổ? Bởi vì mình chấp ở chỗ đó là của mình, chỗ đó là người thân của mình, đó là quyến thuộc bà con của mình. Tại sao mà mình đau? Tại vì mình cho đó là người thân của mình, chứ không phải là người thân của mình thì mình không đau. Chỗ này cũng là một cái khổ. Mà nếu như chúng tôi đang nói cái khổ rồi không cho nó là một vấn đề đó nữa thì sẽ không khổ. Mình đừng có làm một sự kiện quá lớn. Có một lần chuyện đó, chuyện ở trong gia đình nó rất là buồn. Cái khi người anh chúng tôi hỏi tại sao sớm nói, chúng tôi chỉ nói thôi cái chuyện đó tôi chịu được mình là được rồi, chứ anh nghe chi cho nó khổ, thì anh em phải chia nhau. Người ta không cần. Như tôi đang bị một nhát dao, một cái nhát dao, bây giờ tôi kéo cái nhát dao đó ra, tôi đưa cho anh, có nghĩa là dao cái nhát dao đó qua cho anh, cái chuyện buồn khổ thôi kệ, tôi ráng tiêu hóa cho nó xong, tự nhiên tôi khỏe cho tôi, mà cảm thấy anh cũng khỏe. Thành anh đừng biết. Bây giờ nếu anh muốn hỏi rõ ngọn ngành cũng không cần hỏi, nhưng giờ nó đã ra rồi, lớn rồi thôi kệ cho qua đi. Cái điều này chút xíu cũng thú vị. Mình thấy mình đang đau thì mình đừng gây cho người khác đau, mình thấy mình khổ thì mình đừng gây cho người khác khổ.
Nếu như chuyện đó chúng ta coi nó là một sự việc mà chúng ta có thể giải quyết cho nó xong việc cho rồi, lớn nó quá thành nhỏ, nhỏ cho nó chuyện không đi, một cái điểm, một cái chuyện bình thường thôi, nhưng nó là một cái vấn đề, mà đó là cuộc sống, đó là tu, không phải cái lý gì Phật pháp gì cái gớm đâu, mà không nghĩa rằng thôi cảm thọ này nó đi qua, nó đã khổ được cho nó vô thường, được cho nó forgot, nó đừng có nhớ, đừng ghi nó gì hết. Thì thưa quý vị, chúng ta rất là nhạy cảm, vì vậy cho nên không làm khổ cho mình mà cũng không làm khổ người. Thứ nhất là mình phải biết buông mới được, mình bỏ qua mới được, còn nếu như không bỏ thì không được. Nói thôi chuyện đó tôi không có gây khổ cho mình, quý vị người ở đó mình phải có một cái ngoài cái chuyện mà như là một cái tinh thần vô cái thí vậy. Nó không may chính chúng ta sống tốt là chúng ta đã được tốt và tốt cho người, đây là cái tính của vô cái thí, không làm khổ mình, không làm khổ người. Rồi chính ở trong cái vòi chuyện gì cũng vậy, khi cái chuyện nó không vui chúng ta đừng mang cho người. Khi chúng ta nghe một cái chuyện nó bất bình, nó lộn xộn mà chúng ta nhiều chuyện, chúng ta ít xa mấy cho đi ra ganh tị bỏng sẻn bực bội khó chịu, mà chúng ta đi chúng ta bài chỗ này bài chỗ kia nữa, chỗ này chỗ chỗ kia chỗ người chứ đừng quý vị đừng cháy, đừng gây khổ cho chính mình. Con người mình nói nó không thật, đừng gây một cái lời mà đâm thọc cái lời mà độc ác, cái lời nói chia rẽ hai lưỡi thì lại là đau khổ người nữa, có cần thiết như vậy không? Dạ thì rất là khó, chứ không phải là một chuyện bình thường, mà là người tu chúng ta phải tỉnh thức chỗ này, về lời nói, về hành động, về suy nghĩ, về cũng như là về tài sản hay là về nhờ vả gì cũng vừa phải, chúng ta biết vừa thì nó sẽ vừa phải, còn nếu chúng ta không biết vừa phải thì nó sẽ là rất là đau khổ cho mình và cũng như cho người. Kính bạch thượng tọa cũng có ra đề xin trình bày những bài viết của đại diện cộng hòa quốc thì kính thưa thượng tọa trong buổi tham gia. Sa thú kính trình thượng tọa thầy quyền. Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, Sư Nguyên Thông hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 3. Dạ. Sư Nguyên Thông, chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật đề cập đến hạng người thứ tư là hạng người không làm khổ mình, không làm khổ người, là hạng người khó tu và tu tập nhiều chứ không ít. Thì như vậy Sư Nguyên Thông có nghĩ rằng khi mà mình không tu tập thì có thể mình làm khổ người khác mà mình không biết không? Và nếu có thì trường hợp có được hiểu như thế nào? Xin kính thưa Sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, con xin góp ý cho câu thảo luận số 3. Phải chăng trên phương diện nào đó chúng ta sống làm khổ người chung quanh do sự thiếu tu tập mà không biết? Kính thưa Sư Phụ, là người mà sống trên đời mà làm khổ người đó, người đó có thể nói là ngu dốt hoặc là không hiểu giáo pháp. Bởi vì trong giáo pháp của Thế Tôn, điều quan trọng nhất là nhân quả. Có nghĩa là cái thân hành, khẩu hành và ý hành của chúng ta nếu không khởi từ cái vô tham, vô sân, vô si, là cái tam giải thoát môn đó, mà khởi lên do tham sân si là hại người khác, là cái người đó không có học giáo pháp và không hiểu giáo pháp. Bởi vì vậy cho nên tất cả những người mà có mặt trong rung này, thí dụ mà đưa họ 1 tỷ đồng bảo họ giết người thì không ai trong rung này có thể làm cái điều đó. Là bởi vì những người trong rung này đều biết cái nhân quả. Nếu mà chúng ta làm cái điều ác đó thì cái nhân quả nó không có, chúng ta không có thảo luận với nó hay là đúc lót nó. Nhân quả là một cái luật, mà cái luật đó không ai đặt ra, không phải là Thế Tôn đặt ra, nhưng mà Ngài đã khám phá, đã hiểu rõ điều đó, cho nên Ngài giảng dạy cho chúng ta. Và chúng ta sống trên đời này mà được vào cái room này để học hỏi, là con nghĩ rằng tất cả chúng ta đều hiểu cái luật nhân quả là nó như vậy. Và nếu một ai
mà đã vô tâm hay là cố ý mà tạo ra cái hành động mà giết người hay là phạm pháp, thì chống hay chạy người đó phải đi vào tù ở kiếp này, và khi mà thân hoại mạng chung là đi vào địa ngục, đi thẳng vào địa ngục và không có đường ra. Muốn ra thì phải tỷ 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 kiếp thì mới ra được, bởi vì một cái tội người là một cái trọng tội vô cùng. Vì vậy cho nên kính thưa sư phụ, cái câu thảo luận này là phải chăng trên phương diện nào đó chúng ta sống làm khổ người chung quanh là do sự thiếu tu tập, mà không biết, chắc chắn là không biết, mà không biết là do ngu si hay là vô minh. Vì vậy cho nên con nghĩ rằng những người mà đệ tử của Đức Phật là những người có mặt trong lúc này đó, là hiểu được cái nhân quả, cho nên là những người đó chỉ biết làm thiện thôi. Cái câu mà Đức Phật giảng dạy là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, là câu đó là do chư Phật ba đời, chư Phật quá khứ và Thế Tôn và chư Phật tương lai này cũng dạy điều đó mà thôi. Vì vậy cho nên là cái việc mà làm ác hay là tư duy ác hay là lời nói ác, thì những cái lời nói đó, những hành động đó sẽ không có ở trong tất cả những chân tử có mặt trong kinh này. Mà vì vậy cho nên chúng ta là những người đệ tử Phật là không bao giờ giết người và không bao giờ hành ác hay nói ác hay là tư duy ác. Kính thưa sư phụ, đó là cái suy nghĩ của con. Con xin trao mai lại để sư phụ giảng giải thêm những điều mà con nói chưa đủ hay là nói sai. Và con xin chân thành tri ân chư vị đã lắng ta nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thú, kính trường sư Nguyên Thông. Thưa quý Phật tử, ở trong kinh Đức Phật ngài có dạy rằng một người sống mà được xem gọi là vô hại, không tạo nên một sự đe dọa đối với người khác là chuyện không có đơn giản. Mình nghĩ là mình không làm gì ai thì đâu ai có gì phải sợ đâu, nhưng mà một người sống mà không làm cho chúng sanh bị sợ hãi đó, gọi là vô hại đó, nó là một nghệ thuật lớn chứ không có nhỏ. Và nếu chúng ta không tu tập nội cái ăn cái mặt của mình cũng làm khổ người khác, sự áp đặt quan điểm của mình cũng làm khổ người khác. Ví dụ như là chúng ta tranh luận về vấn đề chính trị chỉ là vì mình bày tỏ quan điểm của mình, nhưng mà không khéo cũng làm khổ người khác nữa. Nói chung là không có chánh niệm thì cũng dễ làm khổ cho người khác, mà đời sống đòi hỏi nhiều quá cũng làm khổ con cái, khổ người thân của mình. Ngay cả một vị xuất gia đi tu đó mà muốn cái này muốn cái kia cũng là khổ cho Phật tử. Cha mẹ cũng là khổ con cái là khổ cha mẹ mà chúng ta không biết. Nên chi tu tập mà để trở thành một người có chánh niệm, không vì cái sự vô tâm vô tình làm khổ người khác. Tu tập mà làm thế nào để có được cái tinh thần gọi là bất hại, không dễ gây tổn thương, không khiến người sợ hãi là không đơn giản. Vì vậy tất cả chúng ta nhớ lời Đức Phật dạy ở tại đây là nếu chúng ta muốn đời sống không làm khổ mình, không làm khổ người, không có nghĩa là chúng ta ngồi yên nghĩa là mình làm được chuyện đó đâu, mà chúng ta phải tu tập rất nhiều để trở thành một người không làm khổ bản thân và không làm khổ người khác. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp của Đà Đà Ma. Kính trân chư vị giảng sư đã vào trung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Sa thú lành thay. Con Thanh Thủy, thay mặt đại chúng Cameroon, chúng con kính tri ân chư công đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ông đã ủng trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư công đức thân tâm thường lạc.
Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta biết tâm hồi hướng, nguyện công đức đã lắm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá. Sapa, Sumangalanga, Santa Sapa, Devata Sapa.